Vâng, Xuân Hợp xin mến chào tới toàn thể các anh chị em và các bạn đang theo dõi video trên kênh xe máy Xuân Hợp của mình. Nếu là lần đầu tiên đến với kênh thì các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không phải bỏ lỡ những các video mới trên kênh xe máy Xuân Hợp của mình. Video ngắn hôm nay mình sẽ chia sẻ lên cho anh em và những người bạn của mình cái cách canh cam trên những cái dòng xe Way 110 như này, để cho anh em và những người bạn của mình ta tiện tham khảo và tiện ta áp dụng với tất cả những cái dòng xe máy. Khi anh em và những người bạn ta tháo mở ra để ta làm máy, ta thay hơi hoặc có thể là ta làm lại đầu vỏ, thì bước quan trọng là cái bước canh cam. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ lên cho anh em và những người bạn cái cách canh cam thế nào cho đúng và cho chuẩn. Ta sẽ mở cái nắp nhựa trên cái lốc điện này ra anh em và những người bạn nha, để ta tìm cái vạch dấu điểm T và đây là cái bánh răng cam. Thì anh em và các bạn chú ý giúp cho mình, thì trên cái bánh răng cam này nó sẽ có cái vạch dấu như này. Khi anh em và các bạn ta tìm được cái điểm T trên cái lốc điện rồi thì ta đưa cái bánh răng cam này thì nó sẽ theo cái chiều phương thẳng đứng như thế này. Đây anh em bạn giúp mình nhé. Đấy, khi ta tìm được cái điểm T thì ta sẽ tiến hành ta đưa cái bánh răng cam vào như thế này. Lưu ý cho anh em và những người bạn, cái vạch dấu trên bánh răng cam nó phải nằm cái chiều thẳng đứng thì là mới đúng và chuẩn. Tình trạng nếu như anh em và những người bạn ta canh cam mà nó bị sai tầm thì xe sẽ khô nổ và nó sẽ sinh ra cái tình trạng rất phức tạp. Cho nên anh em và những người bạn, cái bước này là vô cùng quan trọng, ta phải chú ý giúp cho mình. Sau đó thì anh em và những người bạn ta sẽ vặn chặt cái ốc của bánh răng cam này lại giúp cho mình. Rất đơn giản và cũng rất thực tế cho anh em và các bạn ta áp dụng. Đây anh em mà lưu ý giúp mình nhé. Khi ta tìm cái vạch dấu điểm T trên bô lăng điện thì quả piston nó đã lên trên đỉnh và cái vạch dấu của bánh răng cam là nó phải nằm cái chiều thẳng đứng như thế này là đúng và chuẩn. Nếu như xích cam trùng thì anh em và các bạn ta sẽ tiến hành ta thay thế xích cam mới để cho anh em và những người bạn ta canh cam nó đúng khỉ, để tránh cái tình trạng nó lệch cái vạch dấu thì cũng rất chưa là phức tạp cho anh em và những người bạn. Khi thao tác xong thì anh em và các bạn ta sẽ tiến hành ta lắp ráp vào là ok thôi. Với những các cái video đơn giản hay là những cách làm thực tế như thế này trên kênh xe máy Xuân Hợp của mình, mình hy vọng là có thể là giúp cho anh em và những người bạn của mình hoàn thiện hơn về cái cách sửa chữa xe máy của mình. Với những anh em nào mà ta đang học nghề hay là ta mới vào nghề thì ta có thể là tìm tới những các video này để ta tham khảo thêm. Kênh xe máy Xuân Hợp của mình thì có hỗ trợ trực tuyến qua Zalo hoặc Facebook hay là số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Anh em nào mà cần hỗ trợ về cái lĩnh vực sửa chữa xe máy thì xin liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cho mình. Mình giúp được gì cho anh em và những người bạn thì mình sẽ giúp để cho anh em và những người bạn của mình hoàn thiện hơn về cách sửa chữa xe máy của mình. Những video bắt đầu từ những các cái cách làm như là thay xăng, thay đốt tại nhà hay là thay dầu. Thì anh em nào mà ta cần những các cái video nào thì mình cũng có để link ở dưới phần mô tả, thì anh em và những người bạn truy cập vào để ta tìm hiểu và ta tham khảo thêm. Kênh xe máy Xuân Hợp của mình thì nó bao gồm có hai phần, một phần là về lý thuyết và một phần là về thực hành, để cho anh em và các bạn ta tiện ta tham khảo và tiện ta áp dụng. Bắt đầu từ những cái dòng xe Wayam thông dụng cho đến những cái dòng xe tay ga cao cấp, mình sẽ chia sẻ bằng những các cái kiến thức hay những các kinh nghiệm thực tế của mình đến cho anh em và những người bạn về cái lĩnh vực sửa chữa xe máy, nhằm kết nối yêu thương tới tất cả các cộng đồng anh chị em trên khắp tất cả các mọi miền tổ quốc. Ok, khi anh em và các bạn ta đã thao tác canh cam xong, vặn chặt chẻ ốc rồi, và bây giờ anh em và các bạn ta chỉ tiến hành ta khởi động máy là ok thôi. Như vậy là video ngắn vừa rồi mình cũng đã chia sẻ lên cho anh em và những người bạn của mình cái cách canh cam xe máy nói chung và cách canh cam của cái dòng xe Way 110 hôm nay mình làm video nói riêng. Thì anh em và những người bạn xem video của mình nếu như mà thấy hay và hữu ích cho anh em và những người bạn thì đừng quên ấn like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo để theo dõi những các cái video mới trên kênh. Xin chúc cho anh em và những người bạn luôn thành công. Xin chào, hẹn lại anh em trong những video lần sau.